Bài thơ Trường Tương Tư của Hàn Mặc Tử. Hiểu gì không ý nghĩa của trời thơ, của hương hoa trong trăng lờn lợp bày, của lợi câm muôn vì sao áy náy. Hiểu gì không em hỡi, hiểu gì không? Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng, cho trăng xuân tràn trề say chới với, cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi, cho em buồn trời đất ứa sương khuya. Để em buồn, để em nghiệm cho ra, cái gì kết lại mới thành tinh tú, và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ, và tình yêu sao lại dở dang chi, và vì đâu gió gọi giật lời đi qua một chiều trong kẽ lá, một mùi thơm mới nửa lửng xa ngã, anh nếm rồi ý vị của làn mơ. Lệ Kiều ơi, em còn giữ ý thơ, trong đôi mắt mùa thu trong leo lèo, ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo, bên kia trời hãy chụp cả hồn anh, hãy van lơn ở dưới chân bàn thành, cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy, náo không gian cho lửa lòng bùng cháy, và để cho kinh động đến người tiên, đang say sưa ở thế giới hão huyền, đang trừng rỡn ở bên sông ngân biếc. Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt, ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi, lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi, hãy mường tượng một người thơ đang sống trong im lìm lẻ loi trong dãy động, cũng hình như em hỡi động huyền không, mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng, ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa. Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa, lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru. Một khối tình nức nở giữa âm u, một hồn đau rã lẩn theo hương khói, một bài thơ cháy tan trong nắng rọi, một lời run hoi hóp giữa không trung. Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng, hóa thành vũng máu đào trong ác lặn. Đấy là tất cả người anh tiêu tán, cùng trăng sao bàng bạc xứ say mơ, cùng tình em tha thiết như văn thơ, rằng rịt mãi cho đến ngày tận thế